Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với kênh truyền hình BRT để theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển được phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút hàng ngày. Hôm nay thứ hai ngày 19 tháng 7, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Các địa phương trong tỉnh nghiêm túc thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thói quen tốt không phải lúc nào cũng tốt. Huyện Xuyên Mộc triển khai lấy 15.780 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Thưa quý vị, nhằm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, sớm đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, thêm 16 tỉnh, thành phố phía Nam, trong đó có Bà Rịa Vũng Tàu, từ 0 giờ ngày 19 tháng 7, và Bà Rịa Vũng Tàu đã thực hiện nghiêm chỉ đạo này. Để việc triển khai chỉ thị hiệu quả, hôm qua các địa phương trên địa bàn tỉnh đã họp và đi đến thống nhất về cách thức, giải pháp thực hiện. Tại thành phố Vũng Tàu, địa phương có diễn biến dịch phức tạp, đã áp dụng chỉ thị 16 từ ngày 14 tháng 7. Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố đã họp với Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố, 17 phường xã, đồn biên phòng và xác định sẽ thực hiện chỉ thị 16 đồng bộ với cả tỉnh. Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu cho biết trong thời gian qua, thành phố Vũng Tàu đã thực hiện tốt chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn bộ hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt để đẩy lùi dịch bệnh. Tuy nhiên, thành phố Vũng Tàu không chủ quan vì vẫn còn F0 ngoài cộng đồng. Tính đến nay, thành phố Vũng Tàu có 73 F0, một trường hợp nghi nhiễm tại phường 5 và 28 mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2 đang được tách ra để xét nghiệm xác định ca nhiễm cụ thể. Vì vậy, thành phố Vũng Tàu yêu cầu người dân không ra ngoài trừ trường hợp đặc biệt. Từ ngày 19 tháng 7, người lao động tại các công ty, khu công nghiệp sẽ đi làm bằng xe đưa đón của công ty, khu công nghiệp. Người lao động không tự đi làm bằng phương tiện xe máy. Các công ty, khu công nghiệp trên địa bàn phải đáp ứng yêu cầu 3 tại chỗ, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Các cơ quan đơn vị xem xét tổ chức thực hiện chỉ 1/3 số người làm việc tại cơ quan, khuyến khích nhân viên làm việc online. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu, yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường 11, 12 và phường 5, phường Rạch Dừa là các phường có nguy cơ cao, chuẩn bị các phương án cho việc phong tỏa toàn phường. Sau thời gian thực hiện giãn cách cùng với các địa phương khác trong tỉnh, tùy tình hình diễn biến dịch bệnh, thành phố Vũng Tàu sẽ quyết định có dỡ bỏ giãn cách hay không. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu tại cuộc họp triển khai chỉ thị 16 trong tình hình mới, hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành văn bản 5065 yêu cầu tăng cường biện pháp kiểm soát lưu thông đối với người lao động. Tại văn bản số 5065, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sắp xếp bố trí 3 tại chỗ, tức cùng ăn ở sản xuất và 3 cùng, tức cùng làm việc, cùng đi một phương tiện và cùng nghỉ một nơi cho người lao động. Trường hợp không bố trí được 3 tại chỗ thì yêu cầu doanh nghiệp tổ chức xe ô tô đưa đón người làm việc đi và về. Xe bố trí ghế giãn cách, không quá 50% số ghế, không quá 20 người. Đáng chú ý, chính quyền thành phố Vũng Tàu không cho phép người lao động sử dụng xe hai bánh đi bộ để đi làm. Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu chỉ cho phép nhân viên giao hàng và người lao động làm việc tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các cơ sở cung ứng lương thực thực phẩm được sử dụng xe mô tô đi lại, ra vào và đi trong thành phố, nhưng phải có giấy xét nghiệm không nhiễm COVID-19 trong vòng 3 ngày kể từ ngày xét nghiệm. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được phép sử dụng xe mô tô để di chuyển trong thời gian thực hiện công vụ. Nhằm chia sẻ khó khăn với các hộ dân đang chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vũng Tàu đã trao quà cho các hộ dân nằm trong khu vực bị phong tỏa tại phường 5, phường Thắng Nhì, phường 11, phường 12. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vũng Tàu đã trao 156 phần quà gồm gạo, mì gói, cá hộp, sữa, đường, dầu ăn cho các hộ dân phường 5, phường Thắng Nhì, phường 11, phường 12. Tổng giá trị trao quà là gần 47 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay vượt qua khó khăn đẩy lùi dịch bệnh của Mặt trận Tổ quốc thành phố với những người đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tính đến thời điểm này, toàn thành phố Vũng Tàu có 16 điểm phong tỏa thuộc các phường, phường 5, phường 7, phường 8, phường 9, phường 10, phường 11, phường 12, phường Thắng Tam, phường Nguyễn An Ninh và phường Rạch Dừa với tổng số dân 5.864 người. Mặt trận Tổ quốc thành phố Vũng Tàu đang tiếp tục kêu gọi sự đồng hành ủng hộ của các tổ chức cá nhân chia sẻ khó khăn với những gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn.
Thường trực Huyện ủy Long Điền đã làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện và các xã thị trấn để thống nhất kế hoạch trước thời điểm thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ 0 giờ ngày 19 tháng 7. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Sinh, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Để bảo đảm nguồn cung ứng hàng hóa, giá cả đúng quy định, đảm bảo cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu lưu thông, cung cấp cho người dân, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Long Điền đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho địa phương khi áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Trung tâm y tế huyện đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư y tế, đảm bảo cho việc khoanh vùng, truy vết, điều tra dịch tễ, xét nghiệm, tận dụng thời gian vàng trong thời gian 14 ngày giãn cách để dập dịch. Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu công an huyện Long Điền thành lập các đội tuần tra giám sát hoạt động 24/24 giờ để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch, áp dụng hình thức xử phạt hành chính đối với những trường hợp ra khỏi nhà không thuộc các trường hợp đã quy định theo chỉ thị 16. Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa đã họp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố về việc triển khai kế hoạch thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố. Báo cáo với Thường vụ Thành ủy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Bà Rịa cho biết đã có phương án cân đối cung cầu về lương thực thực phẩm đủ đáp ứng cho người dân toàn thành phố trong 30 ngày, phân bố khu vực mua hàng theo từng địa bàn, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động mua sắm trực tuyến. Ngành y tế thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện hậu cần về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Lực lượng công an tiếp tục phối hợp với các địa phương bảo đảm an ninh an toàn, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Thưa quý vị, với sự vào cuộc khẩn trương quyết liệt của cả hệ thống chính trị, người dân thành phố Bà Rịa đã chấp hành nghiêm quy định giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ghi nhận sáng nay của phóng viên thời sự. Thưa quý vị, ngay sau lưng tôi là quảng trường 27 tháng 4, nơi mà vào mỗi buổi sáng người dân thành phố Bà Rịa thường đến để tập thể dục. Thế nhưng kể từ khi dịch Covid bùng phát, khu vực này vốn đã rất ít người, thì từ 0 giờ ngày hôm nay, khi thành phố Bà Rịa thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, thì hình ảnh, công viên và nhiều tuyến đường trung tâm thành phố chỉ lác đác vài bóng người. Điều này cho thấy người dân Bà Rịa đã ý thức được việc thực hiện nghiêm chỉ thị 16 là góp phần chung tay cùng thành phố phòng chống dịch bệnh. Đây là hình ảnh ghi nhận tại ngã tư Thành Thái, một trong những khu vực trung tâm thành phố Bà Rịa trong buổi sáng đầu tiên giãn cách xã hội. Có rất ít phương tiện lưu thông, người dân ra đường cũng rất hạn chế. Còn đây là khu vực chợ Bà Rịa và trung tâm thương mại thành phố Bà Rịa. Địa chỉ sầm uất nhất của thành phố sáng nay cũng rất vắng vẻ. Tối hôm qua, khu vực này đã được thành phố gỡ bỏ lệnh phong tỏa sau hơn nửa tháng phát hiện ca nhiễm COVID-19 là tiểu thương PTT, ngụ xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, buôn bán tại đây. Do vậy, lượng người qua lại khu vực này khá hiếm hoi do mọi người dân thành phố tuân thủ nghiêm quy định hạn chế ra đường. Trên các trục đường của thành phố Bà Rịa, các quán cà phê, quán ăn, cửa tiệm buôn bán vật dụng không thiết yếu đều đóng cửa. Còn những cửa hàng sản xuất kinh doanh được phép hoạt động đều tuân thủ quy định phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Những hình ảnh này cho thấy người dân thành phố Bà Rịa đã chấp hành tốt chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thì chúng tôi cũng được địa phương rồi các tổ dân cư triển khai việc áp dụng thực hiện cái chỉ thị 16 trên toàn tỉnh, thì chúng tôi nghĩ rằng là đây là một cái chủ trương đúng. Do vậy với một người dân thì chúng tôi là xác định là mình ở trong nhà và chỉ ra ngoài khi có cái nhu cầu thực sự cần thiết như là mua các nhu yếu phẩm rồi dược phẩm chẳng hạn. Vấn đề này thì chúng tôi cũng đã được địa phương triển khai và cấp thẻ đến các cái hộ gia đình. So với ngày thường thì bây giờ bắt đầu coi như là không giờ ngày hôm nay đó là coi như thực hiện cái việc chỉ thị 16 thì đương nhiên so với ngày thường là đã khác rồi. Chúng tôi giờ đang coi như là vẫn ở trong nhà, ở yên hết. Khi chúng tôi cần việc ra đường thì chúng tôi sẽ báo với phường đó những việc cần thiết này nè. Tại vì trong thời gian ngày hôm qua gấp quá, cái thẻ ra ngoài chúng tôi đang là coi như chờ. Khi nghe được thông tin là có chỉ thị 16 đối với các tỉnh phía Nam mà cũng như là Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng, thì bản thân gia đình tôi là cũng là một cái hộ kinh doanh và cũng chấp hành theo những cái nội quy và những cái điều khoản để mà phòng chống dịch.
Trong ngày đầu thực hiện giãn cách, lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố liên tục tuần tra để tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm chỉ thị số 16. Tính đến 6 giờ sáng nay, thành phố Bà Rịa không ghi nhận ca mắc mới. Hiện thành phố đang có 3 ca nhiễm với 181 F1 và 1291 F2. Tuy nhiên, không vì thế mà thành phố Bà Rịa lơ là chủ quan trong công tác phòng dịch. Tận dụng thời gian vàng 14 ngày giãn cách, thành phố quyết tâm sẽ cùng tỉnh đẩy lùi dịch bệnh. Thưa quý vị, tại cuộc họp bàn giải pháp triển khai thực hiện chỉ thị 16, thì Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ nhấn mạnh, trong số các nội dung nhiệm vụ quan trọng cần triển khai, thị xã đặc biệt chú trọng đến hoạt động đảm bảo nguồn cung các mặt hàng phục vụ tiêu dùng. Theo đó, địa phương đã thống kê dự báo nhu cầu các mặt hàng thiết yếu và có kế hoạch dự trữ nguồn hàng với tổng khối lượng gạo, thịt, trứng, rau củ quả, dầu ăn, đường, gia vị, ga, thực phẩm chế biến sẵn trên 10.000 tấn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Phú Mỹ cho biết, trong 14 ngày giãn cách, mạng lưới phân phối gồm siêu thị Co-op-mart Tân Thành, hệ thống Bách Hóa Xanh, Vinmart, các cửa hàng bán lẻ, đại lý gạo, chợ truyền thống, trừ hai chợ Lam Sơn và Châu Pha đã phong tỏa, vẫn mở cửa phục vụ người dân mua sắm. Đối với các chợ truyền thống, việc mua bán phải thực hiện nghiêm 5K, người dân được phát phiếu đi chợ theo ngày. Thị xã cũng vận động hệ thống siêu thị, cửa hàng Bách Hóa mở thêm kênh bán hàng trực tuyến có giao đến tận thôn, ấp, địa bàn dân cư, phục vụ bà con nhằm hạn chế tối đa tụ tập đông người tại các điểm mua sắm. Thưa quý vị, tập luyện thể dục thể thao là một thói quen hữu ích giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, tinh thần sảng khoái hơn. Tuy nhiên, không phải lúc nào duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao cũng là điều tốt, cụ thể là khi các địa phương thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch lây lan. Việc người dân phớt lờ các quy định về giãn cách xã hội trong thực tế đã khiến cho lực lượng chức năng vốn đã và đang phải gánh nhiều nhiệm vụ chống dịch, giờ phải đảm nhiệm thêm nhiệm vụ tuần tra, nhắc nhở và thậm chí là cả xử phạt những trường hợp cố tình vi phạm. Ghi nhận tại thị xã Phú Mỹ sáng nay. Từ 0 giờ ngày 19 tháng 7, Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh. Thông tin này đã được tuyên truyền sâu rộng trước đó trong nhân dân. Và một trong những quy định cơ bản nhất của chỉ thị số 16 là người dân không ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết. Vậy nhưng, vẫn có một số người phớt lờ quy định này, vẫn ra đường tập thể dục vào buổi sớm. Người dân không được phép ra ngoài khi không thật sự cần thiết. Tại vì cháu chỉ muốn ra ngoài đi tập thể dục để cho tới sức khỏe của mình được tốt hơn thôi. Tại vì cháu kế bên đây nè, chứ không có đâu xa hết. Để cháu biết là gì, cháu không để cháu vào nhà, cháu không tập thể dục nữa. Còn đây cũng là một trường hợp nhìn vào ai cũng biết là đi tập thể dục. Nhưng khi gặp lực lượng chức năng, người này lại đưa ra một lý do khác được phép ra đường. Dẫu biết lý do này là chống chế, nhưng do là ngày đầu thị xã Phú Mỹ thực hiện giãn cách xã hội, nên lực lượng chức năng chỉ nhắc nhở. Người dân chỉ được ra đường khi mua các nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm, trang thiết bị y tế và các trường hợp khẩn cấp. Vì tôi đang đau bụng, tôi đi mua thuốc đau bụng á. Giãn cách xã hội, những con đường trở nên vắng vẻ. Nhưng sự vắng vẻ này lại là lý do để một số người dinh vào mà vi phạm. Khi cho rằng các địa điểm công cộng không còn ai thì không lo tiếp xúc gần, cho nên nguy cơ lây nhiễm cũng không có. Nói như vậy là cố tình hiểu lệch đi ý nghĩa của chỉ thị số 16. Bởi nếu ai cũng cùng suy nghĩ này, chắc chắn hình ảnh mà chúng ta thấy sẽ vẫn là những con đường người xe đông đúc. Nhưng thật may mắn, đó chỉ là những con người với những tiếng nói lạc lõng. Đại đa số người dân vẫn đang đồng lòng hy sinh, bỏ qua những thói quen để góp sức cùng chính quyền, tận dụng 14 ngày vàng giãn cách dập dịch. Đó không chỉ là sự chung tay trong công tác phòng chống dịch, mà nó còn có ý nghĩa như là một sự san sẻ những gánh nặng công việc với các lực lượng tuyến đầu. Bớt đi một phần việc là bớt đi một nỗi nhọc nhằn vốn đã quá nặng nề trong mùa dịch. Thưa quý vị, huyện Châu Đức có hơn 690 doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, vận tải, nông nghiệp với gần 12.000 lao động. Thực hiện giãn cách phòng dịch theo chỉ thị 16 của chính phủ, các doanh nghiệp phải tuân thủ nguyên tắc chỉ tổ chức sản xuất kinh doanh khi doanh nghiệp và người lao động thực sự an toàn, có kế hoạch và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19, đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc. Người lao động ngoài tỉnh đến nơi làm việc phải có chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.
Đây là yêu cầu của Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức tại cuộc họp với các doanh nghiệp trên địa bàn trước khi địa phương thực hiện giãn cách phòng dịch cùng với cả tỉnh. Trong cuộc họp với Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức, nhiều doanh nghiệp nêu những khó khăn khi phải đáp ứng các yêu cầu quy định trong thời gian thực hiện giãn cách phòng dịch toàn địa bàn theo chỉ thị 16 của Chính phủ. Khó khăn lớn nhất là lượng người lao động trong các doanh nghiệp khá đông, cư ngụ rải khắp các địa bàn trong tỉnh. Việc bố trí phương tiện đưa đón không khả thi. Các doanh nghiệp đề xuất địa phương tạo điều kiện cho người lao động được sử dụng phương tiện cá nhân, di chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc, nhưng đảm bảo tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch. Với phương châm ba tại chỗ, ăn, nghỉ, làm việc tại chỗ, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Châu Đức rất khó thực hiện vì chi phí cao, trong khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn. Tại vì theo cái văn bản của Sở Bộ Y tế thì phải đáp ứng được cái điều kiện ăn ở của người lao động mới được tổ chức sản xuất. Như vậy là tổng chi phí tôi đang ước tính cho một người lao động là 250.000 cho một ngày để làm việc. Chi phí chúng tôi phải bỏ ra. Trong khi một người lao động bình quân chỉ mang lại được cái sức lao động của mình khoảng 300.000 bình quân ở trên địa bàn này. Như vậy chúng ta đang làm việc vô tình đẩy một cái chi phí, một cái trách nhiệm lên vai của một người đứng đầu, một người sử dụng lao động quá nặng. Với điều kiện Covid như bây giờ, không có một ngành nghề gì có thể dẫn được làm cái kiếm được lợi nhuận như vậy. Chúng tôi đang gồng gánh, đang chịu lây lắt với nhau để vượt qua cơn này, chứ chúng tôi không kiếm lợi nhuận. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức khẳng định, duy trì sản xuất của các doanh nghiệp là điều quan trọng. Tuy nhiên, sản xuất phải đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch. Do đó, doanh nghiệp cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của chỉ thị 16. Huyện Châu Đức sẽ có hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp các phương án để cùng thực hiện giãn cách phòng dịch. Đấy thì chúng ta khẳng định một điều là người lao động đi tới doanh nghiệp làm việc phải có phương tiện đưa đón, không đi bằng xe máy hay bánh nha. Huyện sẽ phân công phòng lao động thương binh xã hội hỗ trợ cho các doanh nghiệp đăng ký cái phương tiện đó với Sở Giao thông Vận tải để chúng ta lưu hành. Phải đáp ứng đủ điều kiện, giãn cách như thế nào, rồi sát khuẩn như thế nào, lộ trình như thế nào là có. Điều kiện người lao động đi vô làm việc rồi phải test nhanh trong 3 ngày thế nào thì triển khai nhanh cái nội dung này để cho các doanh nghiệp để người ta về ta triển khai sớm. Bằng mọi cách để doanh nghiệp phải chống chọi chứ, để sản xuất, doanh nghiệp có duy trì sản xuất thì phương châm là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Sát cánh cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn khi địa phương bước vào thực hiện giãn cách từ ngày 19 tháng 7, cùng với cả tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương xây dựng phương án sản xuất, ra soát lượng lao động đi về hàng ngày để hỗ trợ bố trí phương tiện đưa đón. Các cơ quan chuyên môn của huyện cũng xem xét tham mưu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng khi thực hiện giãn cách phòng dịch toàn địa bàn. Tại cuộc họp triển khai thực hiện chỉ thị 16 trên địa bàn huyện Đất Đỏ, lãnh đạo các ngành và địa phương của huyện đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể về hoạt động sản xuất kinh doanh khi áp dụng chỉ thị 16, nguồn cung ứng lương thực thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho người dân, phân công lực lượng thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo an ninh trật tự, triển khai các chốt để kiểm soát người dân ra vào địa bàn huyện, ra soát hộ nghèo, lao động bị mất việc làm để hỗ trợ. Để triển khai hiệu quả chỉ thị 16 trên địa bàn huyện Đất Đỏ, ông Lê Văn Hòa, Bí thư huyện ủy, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các cơ quan ban ngành đoàn thể địa phương chịu trách nhiệm về lĩnh vực địa phương, địa bàn mình phụ trách. Ủy ban Nhân dân huyện, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án, biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lấy mục tiêu bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân là trên hết. Bí thư huyện ủy cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn bảo đảm cung ứng kịp thời đầy đủ lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân, đặc biệt là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất việc làm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Ban tuyên giáo, ban dân vận huyện ủy, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các cấp tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chấp hành triệt để chỉ thị số 16 trên phạm vi toàn huyện. Cùng với các địa phương trong tỉnh, người dân Xuyên Mộc đã nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận của phóng viên thời sự vào sáng nay. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại công viên Hồ Chứa Nước huyện Xuyên Mộc, nơi mà chỉ mới ngày hôm qua vẫn còn có người đi tập thể dục hay đi dạo, thì ngay lúc này đây không một bóng người. Nguyên nhân là do huyện Xuyên Mộc bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự,
Mật độ giao thông tại tất cả các tuyến đường của trung tâm thị trấn Phước Bổ và các xã tại huyện Xuyên Mộc sáng nay giảm hẳn so với những ngày trước. Người dân hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà. Các cửa hàng không nằm trong danh mục thiết yếu đều đóng cửa. Hoạt động mua sắm tại các cửa hàng siêu thị mini trên địa bàn cũng giảm mạnh. Thực hiện cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội để mà phòng chống COVID-19 thì nhân dân trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, đặc biệt là thị trấn Phước Bửu, là chấp hành rất là tốt trên cái con đường trung tâm của thị trấn Phước Bửu. Bình thường thì rất là đông người và xe cộ qua lại, nhưng mà từ sáng ngày 19 thì rất là vắng, chứng tỏ là nhân dân chấp hành rất là tốt cái chủ trương của chính phủ cũng như của tỉnh, của huyện. Bình thường người dân đi tập thể dục đi lại rất là đông, nhưng mà ngày hôm nay là chẳng có người nào đi hết trong công viên. Thì thực hành theo khoảng cách, người dân không đi lại như ngày thường được. Dù cuộc sống thường ngày có chút đảo lộn, nhưng hầu hết người dân Xuyên Mộc đều đồng thuận với chủ trương giãn cách toàn xã hội của nhà nước đưa ra nhằm sớm khống chế để lùi dịch bệnh, nhất là đối với Xuyên Mộc, một trong những điểm nóng về dịch bệnh của tỉnh. Tính đến trưa nay, huyện Xuyên Mộc đã ghi nhận 85 F0, tăng 22 ca so với chiều ngày 18 tháng 7. Số F1 là 818 và 3079 F2. Nhằm sớm khống chế để lùi dịch bệnh, trong hôm nay và ngày mai, huyện Xuyên Mộc sẽ tổ chức lấy 15.780 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân toàn huyện. Trong đó, test nhanh 12.400 mẫu, PCR gộp 10 người là 3.380 mẫu. Huyện sẽ ưu tiên xét nghiệm cho nhóm các xã có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao trước, như xã Bầu Lâm, Hòa Hưng, Bình Châu, Tân Lâm. Đối với các xã có ca nhiễm ngoài cộng đồng, mục tiêu xét nghiệm của huyện là nhằm đánh giá nguy cơ, theo dõi tình hình để có giải pháp chống dịch nhanh và hiệu quả. Đối với các xã thị trấn chưa có ca nhiễm ngoài cộng đồng, việc xét nghiệm là nhằm đánh giá vùng an toàn, theo dõi tình hình dịch để chủ động phòng chống. Trước khi tổ chức chiến dịch này, huyện đã rà soát được 178.000 người cần phải lấy mẫu. Tính đến ngày 18 tháng 7, huyện đã lấy mẫu cho hơn 10.000 người dân ở xã Bầu Lâm, ấp Thạnh Sơn 2A, ấp Bà Rịa, xã Phước Tân và ấp Thạnh Sơn 2A, ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, là nhóm các xã có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao. Phần cuối chương trình Hòa nhịp phát triển là thời lượng dành cho thông tin cập nhật diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, tính từ 18 giờ ngày 18 tháng 7 đến 6 giờ sáng nay 19 tháng 7, Bà Rịa Vũng Tàu không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Như vậy, tổng số ca mắc trên địa bàn tỉnh tính từ ngày 28 tháng 6, ngày tỉnh ghi nhận ca nhiễm cộng đồng đầu tiên đến hiện tại vẫn là 182 ca. Tất cả các ca bệnh đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ và Bệnh viện Vũng Tàu cơ sở mới trên đường 2 tháng 9 thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, hôm nay là ngày đầu tiên toàn tỉnh áp dụng chỉ thị 16 của Chính phủ. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh gửi thông điệp đến toàn bộ người dân hãy chung tay cùng chính quyền địa phương và cả nước nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Người dân không nên hoang mang, lo lắng, hạn chế ra đường để phòng tránh lây nhiễm bệnh. Thường xuyên cập nhật các thông báo khẩn, tình hình dịch bệnh trên các kênh thông tin chính thống. Chủ động khai báo y tế hàng ngày trên các ứng dụng khai báo y tế, tuân thủ nghiêm biện pháp 5K và khuyến khích đi chợ online để hạn chế tiếp xúc. Mọi người dân hãy tin tưởng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Bản tin thời sự tiếp theo.